xin chào các bạn à mình là lê văn lộc đây và à, xin cảm ơn các bạn lại quay lại trong cái video này và chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau trong cái việc mà một số nhiều người đấy đã sẽ nhầm tưởng sẽ hiểu nhầm về cái việc tăng tỷ lệ chuyển đổi thì trong cái bài trước chúng ta đã nhìn thấy cái phiếu này đúng không chúng ta đã học về tỷ lệ chuyển đổi là cái số lượt người trả tiền cho bạn là bao nhiêu so với số người truy cập vào website của bạn ở đây nó cho một con số giả dụ một con số tính trung bình cho các uh, mặt hàng uh, trung bình cho các tất cả các loại mặt hàng là 3% trăm 3, phần trăm tức là số người trả tiền số người trả tiền so với số người truy cập vào là bao nhiêu Đó là tính ở đây là cái tỷ lệ chuyển đổi là 3% trăm phần trăm tức là cứ có 100 người thì có khoảng 3 người sẽ mua hàng đấy thì đấy là tính chung cho tất cả các sản phẩm với nhau à, thì à, Cái à, bài này đấy thì nó sẽ thì cái bài này nó sẽ giải thích cho các bạn cái con số 3,3% mới lấy từ đâu à, con số 3,3% mới lấy từ cái việc là các bạn áp dụng cái công thức này họ sẽ nhìn thấy cái công thức ở đây cái công thức này ấy, là số mục tiêu đạt được tức là số người bạn, bạn bán được hàng đấy bạn bán được hàng cho họ chia cho tổng số người truy cập vào trang web Chia cho tổng số người truy cập vào trang web Cái này, cái, cái tổng số người truy cập vào trang web này Thì Google hoặc là Facebook sẽ báo lại cho bạn là Cái tổng số người đã bao nhiêu đã Đã truy cập vào cái bài quảng cáo của các bạn đúng không Rồi các bạn lấy cái con số mục tiêu đó đạt được Và chia cho số người truy cập vào trang web Ví dụ như con số mục tiêu tôi đạt được Con số mục tiêu tôi đạt được là Ví dụ như con số mục tiêu tôi đạt được là 5 người đúng không, 5 người Và trên tổng số là 300 người chẳng hạn Thì tôi sẽ lấy 5 chia cho 300 Đúng không? À, 5 chia cho 300 và tôi sẽ nhân với 100% là ra cái tỷ lệ chuyển đổi của tôi. Thì đấy là cái tỷ lệ chuyển đổi được tính ra. Đấy, tỷ lệ chuyển đổi tính ra. Nhưng là cái bài này thì nhìn vào cái công thức này, Độc muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn thường hiểu nhầm về cái tỷ lệ chuyển đổi. Để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi này lên thì có nghĩa là các bạn phải tăng cái số mục tiêu đạt được này tăng lên thì cái số mục tiêu đạt được này phải tăng lên rất, rất nhiều và với nhiều đúng không? Thì cái tỷ lệ chuyển đổi này phải tăng lên được. Muốn cái tỷ lệ chuyển đổi này tăng lên thì cái số mục tiêu đạt được bạn phải tăng lên, tức là bạn phải bán được nhiều hàng hơn, chốt được nhiều đơn hàng hơn thì tỷ lệ chuyển đổi cái nó đang tăng lên thì đấy là cái cái công thức này các bạn sẽ hiểu được như vậy. Thì có một số người nhầm tưởng, nhầm hiểu, nhầm hiểu ấy là để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi này, để tăng được tỷ lệ chuyển đổi này thì họ đặt thêm nhiều mục tiêu họ đặt thêm hai mục tiêu hoặc ba mục tiêu có những người đặt bốn mục tiêu để tăng cái số mục tiêu lên mà nên họ bán nhiều sản phẩm hơn họ bán hai sản phẩm ba sản phẩm tức là đặt ra nhiều mục tiêu hơn để cho cái người dùng họ có nhiều sự lựa chọn trong một cái bài viết trong một cái bài quảng cáo trong một cái landing page là họ đặt rất nhiều mục tiêu để tăng cái số mục tiêu này lên để tăng cái số mục tiêu này lên để đạt được để ước mong là sẽ có số người để tăng cái số mục tiêu đạt được tức là số người mua hàng được tăng lên nên là họ đặt ra nhiều mục tiêu và cái đấy là sai là sai nhé à, Có một số các bạn muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi đấy thì các bạn phải thì các bạn phải viết bài viết nó hay hơn và phải viết cái uh, bài quảng cáo hay hơn và phải nghĩ ra nhiều bài viết khác nhau nhiều bài quảng cáo khác nhau để làm các phép thử khác nhau đấy để tăng tỷ lệ chuyển đổi lên tăng cái sự tiếp cận với những con người khác nhau tỷ lệ chuyển đổi nên qua việc là thực hành nhiều phép thử xem phép thử nào có cái tỷ lệ chuyển đổi cao nhất thì các bạn dùng cái phép thử đấy làm quảng cáo chính đổ nhiều tiền nhất để chạy cho cái quảng cáo đấy thì đấy là đúng chứ còn các bạn lại đưa tất tần tật chạy một cái quảng cáo nhưng mà đưa tất tần tật mục tiêu vào một cái quảng cáo thì nó nó sai rồi nó sai rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái bức tranh mình để ở đây là đây có người xanh dương và người xanh lá cây. Cái người xanh nước biển này là thể hiện cho cái người mà đi vào cái landing page của bạn, đi vào cái trang mà bạn đã quảng cáo đấy. Nhưng họ không mua hàng, còn cái người xanh lá cây đấy là những người mua hàng, là những người mua hàng. Thì đây là tỷ lệ chuyển đổi, tức là người ta chuyển đổi từ không mua, từ xem là người không mua và chuyển đổi sang người mua hàng, sang người mua hàng. Thế nên cho nên là nhiều người cứ nhầm là ai à, giờ để cho họ mua hàng thì bán thật nhiều hàng cho nhiều hàng vào một cái landing page này à, một cái landing page người ta chỉ làm một nội dung duy nhất à, cùng nắm là hai hai sản phẩm hai mục tiêu là là quá nhiều là không thể được đấy chỉ có cái là bán một sản phẩm thì bán tặng kèm một sản phẩm nào đó thì còn được chứ còn cái này ninh nó chỉ nên để một sản sản phẩm duy nhất thôi chỉ để một sản phẩm duy nhất mà thôi chỉ để một mục tiêu duy nhất mà thôi đấy. có nhiều người là á là để muốn tăng được cái số người chuyển đổi này muốn tăng được cái số người màu xanh lá lá cây này thì đặt nhiều mục tiêu vào đặt nhiều đích vào đặt nhiều sản phẩm vào để cho họ mua thì thế là không được thế thì nó đã hỏng mất cái bài quảng cáo của bạn nó hỏng mất cái cái bài sale on page của bạn rồi nó như thế là không là sai rồi nha các bạn tư duy sai tăng tỷ lệ chuyển đổi là phải viết thật nhiều bài viết làm nhiều quảng cáo để thử xem cái nào hữu hữu hiệu nhất có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất thì các bạn đổ tiền nhiều nhất để, để 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 để, để phát triển cái bài viết đấy vì cái bài viết đấy là đang trúng đích đang trúng lòng người ta đấy đang trở lên đúng với người ta thì cái đấy mới là cái mà các bạn cần phải làm. Đó. Các bạn định nghĩa được nó ở bài trước nhưng mà lộc sợ rằng các bạn sẽ hiểu nhầm về cái tiền chuyển đổi này vì lộc thấy rằng rất nhiều người uh, hiểu nhầm. Lộc đi chạy quảng cáo Facebook thuê đấy, lộc thấy, ô, oh, người ta chạy, uh, thấy chạy một cái, uh, thấy chạy quảng cáo để chụp ảnh cưới hay chụp quảng cáo chụp ảnh cưới Thì lộc khuyên là chỉ nên uh, chỉ nên cái cái dịch vụ ảnh viện áo cưới đấy, chỉ nên chạy một cái quảng cáo là quảng cáo giới thiệu vào trang giới thiệu vào trang mà thôi hoặc là giới thiệu một cái gói chụp, một gói chụp đặc biệt nhất, đẹp nhất tốt nhất mà thôi, đây không nghe theo lời Lộc, không hiểu thế nào tỷ lệ chuyển đổi cả Ui, bắt Lộc chạy 7 đến 8 cái gói chụp trong một cái bài quảng cáo, nhưng mà đó là khách hàng nó nhưng đó là khách hàng trả tiền khách hàng bắt mình làm như thế thì mình cứ làm như thế còn còn mình đã khuyên rồi đã ấy rồi nhưng mà họ không hiểu ra họ ép mình làm như thế mình họ trả tiền cho mình thôi mình cứ phải cố gắng mà làm nhưng mà đối với lộc thì lộc nói thật với các bạn là làm thật nhiều quảng cáo khác nhau để tính ra tỷ lệ chuyển đổi chứ không phải là đưa một đống các uh, mục đích, đưa một đống các sản phẩm, đưa một đống các gói uh, vào trong một cái quảng cáo, để tăng tiền để chuyển đổi đấy là sai nhá, sai tiền lệ chuyển đổi được tính ra, được tính ra để <laughs> tỷ lệ chuyển đổi được tính ra, xem cái nào là nhiều nhất qua các phép thử cái nào được nhiều nhất, thì các bạn sử dụng cái mà có cái tỷ lệ chuyển đổi nhiều nhất đấy, đổ nhiều tiền hơn, tập trung nhiều hơn, sell nhiều hơn vào nó để tăng tỉ lệ chuyển đổi của để tiếp tục tăng tỉ lệ chuyển đổi của nó lên, để tăng tỉ lệ của nó lên và chốt hàng qua cái bài hiệu quả đấy thì đấy mới là đúng, đấy mới là đúng nhá. Thì ước mong rằng bạn có thể hiểu được cái điều này, có thể hiểu được cái điều này, đúng không? Tăng tỉ lệ chuyển đổi là các bạn thấy là cái người cái người xanh bên này nhiều gần bằng cái người các bạn thấy được cái người xanh lá cây bên này nhiều gần bằng cái, cái người xanh nước biển là người không mua hàng, đúng không? Cái người mua hàng nó nhiều gần bằng cái người cái người xanh không mua hàng nhưng mà nó chỉ là một sản phẩm mà thôi một sản phẩm mà thôi à, các bạn sử dụng một sản phẩm khác tức là sẽ tính cái sản phẩm đó tức là tính cái sản phẩm đó đi biệt lập ra cái tỷ lệ chuyển đổi của nó khác đúng không đấy các bạn phải hiểu như thế là tăng tỷ lệ chuyển đổi là tăng cái người màu xanh lá cây này nhiều lên cho một mục đích duy nhất cho một mục đích duy nhất nha thì các bạn phải làm thật nhiều phép thử sẽ phép thử nào là tốt nhất còn nếu các bạn làm nhiều phép thử mà thấy là cái tỷ lệ chuyển đổi này không thể tăng lên được không khác nhau Ờ, trong các phép thử không thấy nó không khác nhau bao nhiêu không tăng hơn nhau bao nhiêu thì có nghĩa là bão hòa thị trường rồi nhớ chưa không chạy quảng cáo nữa thì đấy là cái mà mình cũng chia sẻ với các bạn trong các internet marketing này về cái xe page các bạn thường làm rất là hỏng việc đấy, mình rất là bực nhưng mà cái người không hiểu biết ấy là tư vấn cho họ bấn lắm nên là các bạn phải cố gắng học tập để mình trở thành người hiểu biết nhá để hiểu biết đấy thì các bạn làm việc nó sẽ tốt hơn làm việc nó sẽ gọi là tiết kiệm hơn và chính xác hơn nhá và chúc các bạn sẽ nàng người tính toán được tỷ lệ chuyển đổi cho các phép thử của mình và sẽ chọn được cái tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất để tăng tỷ lệ chuyển đổi của mình lên và kiếm thật nhiều tiền nhất và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.